ai thì làm. Chào cô chú anh chị mình nha. Chào mọi người. Đây cả nhà, đây hiện tại trên cái mâm đồ ăn là có ghẹ với lại một con tôm hùm. Đó, cả nhà thấy đã chưa? Hôm nay được bữa ăn sang cả nhà, này cũng được tài trợ thôi cả nhà ơi. À, được sự tài trợ của anh chị, được bữa ăn ngon tiếp tục. Ngon. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Thì sẵn đây cũng giới thiệu cho ông bà Tám với mẹ biết luôn. Thì sắp tới thì gia đình ông bà Tám sẽ có con ghẹ. Hay hả? Tao biết trước rồi, nó kêu tao á, mẹ xuống nó nói vợ con đi, hỏi vợ đâu, nói bà Phương Ế chịu cưới cho con đi. Trời. Tao nói mày cua được, tao cưới liền. Đúng rồi. Tướng mà cái nhỏ thì, bà Phương Ế đẹp. Sắp tới là Bin nó sẽ xuống làm ghế của ông bà Tám. Thì con nói mà cái giọng đó, con ghế tương lai anh Tám đó. À, chào bố vợ mẹ vợ đi. Dạ. Nói nghe nè. Bằng cái nhỏ mà đòi lấy bà Phương mà mới ốm nhèm ốm nhép mà sao cưới bà Phương được vậy? Thì ăn tử bự sao bự được? Bự cái gì? Sắp tới nó sắp mập rồi, bữa nay lên được 1 kg mấy rồi. Nó đang bỏ thuốc hút. Đang bỏ thuốc hút bữa bữa ông bà Tám đây, nó hút thuốc còn hơn là cái máy mà chà lúa nữa. Đúng rồi, đi đâu cũng cầm cái cán gì ta, cái cán thuốc á, cái cán thuốc gì nó có cái người ta nó hút thuốc kiểu cái cán là chỉ cán cỏ vậy. Thuốc gì nó bỏ vô thuốc nó hút á. Anh bỏ được mấy ngày rồi. Thầy bậy nè, nó lên mấy ký rồi, tôi mới lên em được cái ký. Em bỏ hơn tháng nay giờ. Tám bỏ nói ai ghê quá. Em bỏ hơn tháng giờ, giờ nó mập dầm. Bây giờ rồi thầy bậy. Thấy mập không? Mập đến lé luôn hả? Thấy mập mập không? Thằng Bin là nó đã quyết định nó bỏ thuốc rồi để nó tham gia cái cuộc chơi của cậu ta ông Bảy. Nó tham gia cuộc chơi của ông Bảy với lại những tôi, với lại con với lại ông Tám. À. Thôi bỏ cố gắng lên đi. Thôi tham gia cuộc chơi một phần thôi. Một phần ta hả? Phần chính là phần gì? Lấy vợ. Lấy vợ. Lấy vợ. Nó cua được thì nó cứ. Nó bỏ thuốc khoảng chừng vài tháng nó mập, nó bự, nó to lên, nhiều khi nó bự hơn con gái anh Tám luôn. Đúng rồi, lúc đó là cối chài không bằng nhau nữa, sao le nữa. Nói nghe nè. Có dám lấy bà Phương không? Trời, có gì không dám. Phương dữ lắm á. Bữa nay nó không có nhà bà Tám mới nói thôi. Không dữ lắm. Không dữ mất. Nó dữ á. Yên tâm, Bin nó chạy đi hết trời, nó có việc chiêu cứu mà bà Tám lo quá, mệt chứ. Vợ phải giữ thằng chồng là đúng rồi, mới nên nhà lên cửa dám chứ. Không dám lấy không? Bà Tám nói trước nha. Không sao chứ. Suy nghĩ nó đang mày suy nghĩ. Mày nói một câu coi. Mày nói một câu cho má vợ yên tâm coi. Nó đang suy nghĩ. Để em thay mặt nó nói nè. Ý nó muốn nói là để người ta nói, bà Tám mệt ghê luôn á. Ý của nó muốn nói là đừng chê nó thấy nhỏ, nhỏ mà có vỏ. Yếu dùng ngu, ngu dùng vú. Yếu dùng ngu, ngu dùng vú. Trời ơi. Trời, bà Tám đừng chê. Bà Tám gì? Bà già. Bà già dở. Bà già đừng chê gì. Có gì đặt cọc chưa mà dám kêu bè vậy? Tướng lù khù chứ dắt cái lưu chạy nhanh dữ lắm mà. Vậy ha chị, vậy bữa nay bà Phương Ế không có nhà, bà Phương Ế có nhà là tới chuyện luôn. Ngày mai mình xuống hỏi cưới luôn, ok không? Được. Thì sẵn đây là bây giờ thằng Bin nó cũng tham gia cuộc chơi là bỏ thuốc hút cả nhà. Đó, hôm nay là được diện tư nè, thằng Bin nè, con Tám nè, con Bảy nè, 4 người cả nhà. Rồi anh Hai nữa, 5 người. Anh Hai nữa là 5 người. Bây giờ là thằng Bin, mày hứa với khán giả đi, để khán giả làm chứng phụ với tao. Mày tên gì? À, biệt danh là gì? Là con ghế của ai? À, hứa bỏ thuốc. Mới bộ trời. Rồi, đây Bin là vô nè. À, con chào cả nhà nha. Con là Bin. Họ tên là gì? Biệt danh là Bin. Họ tên là Trương Nguyễn Quang Phú. Trương Nguyễn Quang Phú hả? Nghe từ đấy sang chưa? Biệt danh là Bin KC, là Bin Kim Cương á. Đó là con rể của ông bà Tám. Con rể của ông bà Tám. Con hứa sẽ bỏ thuốc từ từ. Là bỏ, con sẽ hứa bỏ thuốc từ từ và sẽ bỏ vĩnh viễn suốt cuộc đời luôn. Con sẽ bỏ từ từ, không hút nữa, nhưng mà từ từ phải có thời gian mới được. À, là nếu mà bỏ được là sẽ bỏ hẳn luôn đúng không? Đúng rồi. Nếu mà sau này mà có ai thấy con hút thuốc là sao? Nhét họng luôn. Nhét họng luôn. Tháng mấy trời mới bỏ được á. Không, ông Bảy bỏ thuốc là lên ký nè. Ừ. Ông Tám cũng lên rồi đó. Em bỏ lẹ lắm. Ông Tám bỏ thuốc mặt hồng hết luôn á. Mặt đỏ á. Hồng đỏ. Gà người ta tới cử bà Tám ơi. Mặt Tám ghê á. Đàn ông mặt đỏ là không có đường nói với đàn bà mặt đỏ là tới. Cái mặt đỏ cũng đỏ hơn cái đầu đỏ. Cái đó là người ta tặng. Người ta tặng có cái tu hít nữa đó. Mời cả nhà mình dùng con tôm đây.
nãy giờ thì trước khi vô đây tiệc thì thằng Gồm cũng còn ít mật ong ở cả nhà, tại vì vô mùa mưa thằng Gồm không lấy nữa, là bữa giờ là đi mùa khô thằng Gồm có lấy chừa lại còn được mấy lít, thì cô chú mình nhanh tay đặt thằng Gồm chỉ mua mật ong gì sử dụng nha. Thì hồi nãy thì bảy nói người ta có tặng nón thì bảy có thu hít nè. Cáu mày cáu mày mời cả nhà mình mời đi miếng xoài cứ mời cả nhà mình dùng nha. Vô mẹ xé đi, thôi ăn đi, ăn đi chị. Ừ, đây. Vậy đây coi để cho nó cua được phương ế không thì cưới mẹ cho rồi đi. Chị thích không? Nó được. Ủa, mà con bà Tám mà, bà Tám hỏi thích không? Chị làm hỏi chị thích thằng nó hiền mà, nó sống nhà nó hiền, nó hiền được rồi. Công tuổi tác không thành vấn đề, miễn là nó có duyên có nợ nữa. Em sợ hả? Đá một ngày đặt mấy cử. Nhỏ đó. Nhỏ vậy nè. Nè 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 bà vợ. Đó. Ôi trời. Tới lột sẵn luôn kìa, tới công chuyện luôn là trời ơi, nó muốn cuông gánh lột sẵn. Ê nè ông nhà vợ, trời cắn chi để con lột cho. Mua chùa nha. Mua chùa. Lấy, con này là con gì? Con ghẹ. Con ghẹ hả? Phải con cua hả? Không. Cua. Tưởng mày đưa con cua cho nó ăn nữa. Chết luôn. Được, hảo hán. Ờ đừng có chê mấy thằng nhỏ cho nó siêng làm lắm ơi. Em nói chuyện nhỏ gì. Nó tuy rằng nó nhẹ ký hơn Phương ế, nhưng mà mày cứ lấy đi con. Có gì á, cái gì mà không được để sư phụ tiếp sức cho. Trời mô phải thì ý là sư phụ mày nói thì mày không có kinh nghiệm về cái chuyện mà cứ hỏi xong thì cái đêm đó phải động phòng. Động phòng không có kinh nghiệm thì để theo bảy động phòng trước. Mày động đi. Trời ơi, con gái bà Tám, mấy người nói sao nói đi. Bên bao nhiêu ký? Con hả? Con thì đợt là 47 ký. Trời ơi, bà Phương ấy đẹp chết luôn. Ngoài giờ con lên được 52 kg rồi. Vậy hả? 52 kg hả? 52 kg hả? Mấy ngày nay là nó suy nghĩ đắn đo lắm, có nên bỏ thuốc hay không. Nó đã quyết tâm thử vài ngày, được vài ngày là nó hứa rồi đó. 52 kg bằng mẹ rồi. Mẹ 52 kg nào. Nãy giờ quên mời cả nhà nó. Ừ, quên hết kìa. Ăn xài chấm mắm ruốc với gia đình em nè. Có thầy 7 ca thì cả tháng rồi đó. Ủa, mày ăn ghẹ đi, xài mơ thì chấm ruốc. Mời nó ăn ghẹ nha. Cả nhà ăn ghẹ nè. Nước chấm nè. Nó nghĩ sao mà nó chấm mấy con bà Phương nha. Trời ơi. Coi động trên đời này không có chuyện gì mà không thể xảy ra. Đã con chị Tám ế rồi mà hở ra nói ai chị Tám muốn ngăn cản á. Không phải. Đúng rồi, đúng rồi đó con. Bây giờ để ý mới thấy đúng không vậy? Thấy nói như bà Phương không có xứng. Tại không xứng? Người. Ủa? Con gái bà Tám ở với nó chứ bà Tám có ở đâu, bà Tám không xứng. Ở cái xứng cái người xứng đứa xứng đôi á. Xứng đứa xứng đôi gì mà đôi đứa. Cảm thấy xứng là xứng à. Vậy với người ta là chồng lùn vợ cao đó làm sao? Bởi vậy em mới nói cái câu đó đó. Kệ người ta đi, người ta thấy xứng là xứng à. Không chi bà Tám không chịu, mà lỡ bà chiều này bà Phương ế về là bà Phương ế chịu sao? Như mấy người Việt Nam á, phụ nữ Việt Nam đẹp chét của mấy ông chồng Mỹ cao, mỗi lần ngói là phải ngóng cổ vậy nè, thấy không? Đó thằng Hà đó. Có sao đâu. Ôi thì cùng lắm á, tới cũng hỏng có gì đâu. Đây mày. Xứng gì miễn thương nhau được rồi. Nó làm sao miễn nó chèo cũng được thôi chứ. Nó tuy nó nhỏ nhưng mà nó có vợ, nó phải có cái chiêu của nó. Nếu mà nó không có chiêu của nó thì nó mất, nó gán chịu thôi, giống như tôi thôi. Chết luôn chạy vô thôi. Vì yếu dùng ngu rồi, rồi ngu dùng gì? Yếu dùng ngu dùng dốt. Cái câu đó thầy phải hay nói à. Wow, ngon quá cả nhà. Ghẹ thịt không? Ngọt ha. Ngồi đây. Ngồi chú anh chị mình. Đã ngon. Đã quá ngon. Mẹo nó mà còn ngọt. Mai đi lên kia gặp ốc đắng, mình mua ốc đắng gì cho mẹ ăn. Sao ốc đắng hả? Đắng 25.000 ký. Nhưng cái thuốc bỏ, bà bỏ phổi mẹ. Đúng lúc luôn ha. Vừa có đồ đậm bộ. Mấy người hải sản. Ốc đắng mà chấm mắm cơm mẹ ngon á. Cơm mẹ đâu có. Mẹ nhà có. Em mời cả nhà ăn con ghẻ gia đình em. Vô. Cá ăn đi. Ăn đi có sức rồi. Lỡ mai mà Phương ghế bà bá gật đầu chịu là mình tiến tới hôn nhân luôn. Và sáng cưới thì chiều động phòng luôn ha. Không chịu là phải có phía kiên trì. Mặt trai mày đá tao, cứ nhào vô ghẻ chịu đấm ăn xôi. Mày có thủ trước đây, bà Phương ghế với bà chạy nhanh đi. Khỏi chạy, không có chạy, chạy vô mà bà không đánh đâu. Có dù bà đánh cái không lẽ mà bà đánh hoài.
Còn mình đánh lại, bà mới đánh lại thôi. Bà ê lắm rồi, tao nói mày bà ế, ế tới cũng chịu luôn rồi. Giờ có mày là bà mừng muốn chết. Khó, bởi vì mấy thường cơ hội, hỏi cưới nhanh. Mà tao thấy tám ông mà tám không có chịu nè. Ừ, bằng mặt bằng lòng á mà. Mà kệ chứ, Bi nó ở với bà Phương Ghế chứ, nó ở ông bà Tám rồi mà. Mà bà Phương Ghế là con của ông bà Tám. Nhiều khi là phải nghe lời bà Tám. Nói chứ, sợ hả, Bi nó nhỏ con. Vậy là gái con nó tiếp chiêu con bà không nổi vậy. Cái gì không tắn nước không rồi. Cái làng này nó nhỏ. Là nó làm không lại Phương nhà bà. Không có nói vậy. Chứ sao vậy đám mới chơi nhỏ. Cao hơn là Bin mà. Ừ thì cao hơn. Cao hơn nhưng mà nó cũng vô khớp hết à. Thì người ta xây đầu ngược đầu lại bà nổi này. Ông Tám khoái cười đúng tiểu mà. Ông Bảy cũng khoái cười vậy. Ông Bảy khoái bà Phương bữa giờ lâu á. Thì tính ra là cậu cháu mày giờ là thành đối thủ rồi đó. Tao không có khoái. Mày để rồi mày coi, cậu Bảy nói thôi chứ cậu Bảy đang lườm mày hơi bị ghê rồi đó. Đối thủ rồi đó con, thầy trò mày chuẩn bị tương tàn hả? Rồi. Chấm nó cây mà, chấm vô. Ghê quá trời ơi. Úi trời ơi. Thịt không à? Wow. Để thằng gầm lột ra hết luôn. Wow. Bên phải ăn cái này nhiều vô nè, sung. Đây cả nhà, ủa thấy cục thịt chưa? Ú nụ vui luôn. Ú nụ hiền muội. Cái này mà cầm cắn một phát nụ đã, tới chuyện luôn. Nửa ký thịt rồi đâu. Wow ui. Con tơ mà thịt mà lấy kéo sắt ra mà khoanh nào khoanh ấy. Bằng cái giò heo của cả nhà. Đó. Đó. Ú cục này là thấy là vô bọc đạn cả nhà. Bên ăn đi cậu Bảy. Mời cục em. Bên ngon. Ăn đi rồi mấy cái này mai mốt và mấy mốt mà lỡ biết đâu mà em giàu có tỷ phú không có tiền em không mua rồi. Rồi. Tám ăn. Đúng rồi, cái keo cắt làm hai. Mốt à, em có tiền nhiều á em mua cho người Tám ăn thử mai. Trời ơi trời, mai mốt nữa. Ăn dư chắc rồi không ăn nữa đâu. Biết đâu là năm sáu năm sau em giàu có rồi. À mời mọi người. Lúc đó trong bà Tám xanh khó rồi. Cái tả mổ rồi. Ý da, cái nhà thấy thịt chưa? Ôi đặc ha. Thịt nó tới đầu luôn. À, cứ để đi. Rồi cứ quay đi. Cậu Bảy, nè cầm cái đầu chấm bước đi. Bước đi, bước, cho nó đẹp. Đi. Tao ăn nhiều quá, ngại quá. Kệ đi, ăn đại đi, đường nào không bị chửi mà. Có nhiều mà ăn đi. Cái đầu, ai mà ăn cái đầu tôm. Mẹ bà Tám ăn thịt đi. Cái này là thịt tôm. Gặp tôm ba ơi. Ngán quá. Gặp. Ngán ngán con cố gắng ăn cho nhiều nhiều vô. Lấy sức. Chị đôi với ông Tám đi, ăn nhiều quá ông Tám ơi. Nhiều quá ngại ghê. Trước sân bị chửi mà mệt chứ. Cắt cho ông Tám một khúc đi. Ha. Ăn bơ phụ đi. Đó. Vậy sao ăn? Cũng vậy mất phật mới mới gặp thôi. Ông cắt hơi cục thịt cho ông Tám rồi. Cái này thúi vậy. Trời muốn phật. Không. Rồi ta ngon. Nè. Cái đó ống thôi vậy mà. Cái đó ăn đây. Cái đó là cái gạch đó. Tôi cũng không biết là gì á. Mấy người quá. Thì cái con tôm là ăn cái này nè thầy Bảy ơi. Thầy Bảy nói không muốn ăn. Con Bảy này. Con tôm là nó đi dồn lên đầu á. Nó cứ đập. Ăn mà ngon. Thật ngon. Chị Liên này gửi cho ăn có này, nó cần ăn, ăn lên tới não luôn. Để con nó này bậy nè. Hết đi. Ngon nè. Vẫn ngon. Chị còn cái càng kìa chị. Ừ. Con ngá à. Thả luôn á. Có tiêu mà không ai. Ngưng ra, ngưng ra. À, trước khi ngưng thì cả nhà mình gọi giới thiệu cái nữa. Ừ. Ngờ mà đang còn là một ít mật ong.
Thì cả nhà mình ai cần sử dụng ong rừng thì tranh thủ liên hệ thì gồm nha. Mà ong rừng nè, khô cá lóc nè, tiêu khô, rồi dầu gió Singapore, rồi cà phê giấm cân, cả nhà mình cần liên hệ với Thịnh Gòn, số điện thoại Thịnh Gòn để trên màn hình nha. Bây giờ là vô mùa mưa thì Thịnh Gòn sẽ không đi vô rừng lấy mật nữa đó. Thì còn bao nhiêu thì Thịnh Gòn bán hết bao nhiêu, Thịnh Gòn ngưng mật ong cả nhà nha. Trong nhà còn nhiều bán hết bao nhiêu, tại vì vô mùa mưa nếu mà đi lấy thì mật nó cũng không được ngon mấy cả nhà. Thì mấy bữa nay Thịnh Gòn ít đăng clip là do Thịnh Gòn với mấy cậu là mấy anh em đi vô trong rừng bắt ong để mình chữ lại cả nhà. Thì bây giờ thì trước khi chào thì con rể rồi, con gái vô chào ba má vợ đi để mình may tiến tới chuyện xa hơn chứ. Tự nhiên thấy nhỏ giả. Con trước đây nhỏ con nó nhận ra. Bây giờ thì chào khán giả mình, hẹn gặp lại khán giả mình ở clip tiếp theo. Chào bố vợ mẹ vợ đi, về mấy thằng này thiệt tình luôn. Bye bye mọi người nha, bye bye. ông bà già. Ông già vợ, ông bà già vợ. Chào. Bye mọi người. Trời.